Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Tử vi học có nói, mỗi người sinh ra đều mang một số mệnh giàu nghèo khác nhau, không phải ai sinh ra cũng sẽ gặp được may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được thành công, họ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn và trắc trở mới tìm được thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi một năm trôi qua, ai trong số chúng ta cũng mong năm mới mình sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong năm 2023 Quý Mão, quý anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được ông trời ban nhiều phúc đức. Không những may mắn mà tài lộc cũng dồi dào, đặc biệt nửa đầu năm 2023 Quý Mão, quý anh chị tuổi Nhâm Tý cũng sẽ nắm bắt được cơ hội làm giàu có 102. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý trong năm này cũng sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống của họ bước sang trang mới. Phần luận giải là số tử vi của chúng tôi được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Qua việc xem là số tử vi cho Nhâm Tý 1972 sẽ giúp quý vị nắm được toàn bộ vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp cũng như phần tình duyên gia đạo của mình. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng trong năm 2023. Theo góc nhìn tử vi tuổi Tý 2023, bước sang năm mới, vận khí của người cầm tinh con chuột sinh năm 1972 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan, tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Thực chất, gia chủ vẫn còn khá trẻ tuổi. Do đó, chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc trong tương lai. Chuyện đầu tư kinh doanh chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công của quý bạn. Ở phương diện sức khỏe, do ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế trong năm nay nên bạn cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt nam mạng cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc lá và uống rượu bia thường xuyên, nếu không dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Nhâm Tý sinh năm 1972 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao kế đô, vận hạn địa võng, hạn tam tai, gia chủ nam mạng phạm tam tai. Nhâm Tý 1972 nam mạng gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai, gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, bạn tiếp tục thì cũng sẽ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Và năm cuối của hạn tam tai, gia chủ nên kết thúc công việc. Hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc. Kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Tý gặp Mão, năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh. Trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà, sức khỏe có vấn đề. Xét về mối quan hệ thiên can, nhâm dương thủy gặp quý âm thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản mệnh. Đối với gia chủ tuổi Nhâm Tý, trong năm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 cần chú ý tháng Mậu Ngọ, tháng năm âm lịch, từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Nhâm Tý, và những ngày này gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Nhâm Tý sinh năm 1972 nam mạng.
Trong năm 2023, gia chủ Nam Mạng Nhâm Tý sinh năm 1972 gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô hay còn gọi là Kế Đô tinh quân. Kế Đô là sao tam cửu khắc bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế, năm nào bị sao Kế Đô chiếu mệnh xem như năm đó bị xấu, đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn sao này thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sao này mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên, nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Hóa giải, hàng tháng vào lúc 13 đến 15 giờ chiều ngày 18 âm lịch, gia chủ hãy lập bàn thờ quay về hướng Tây để cúng dâng sao giải hạn. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị hương hoa, trà nước, mâm ngũ quả, chè oản, thuốc, bánh kẹo, muối gạo và 21 ngọn nến. Lễ vật dùng để cúng sao Kế Đô phải là màu vàng. Trường hợp có một số thứ không phải màu vàng thì lấy giấy màu vàng gói lại hoặc là để lót dưới mâm rồi đặt lên bàn thờ. Cách viết bài vị cúng sao Kế Đô, gia chủ hãy dùng sớ có màu vàng và viết địa cung thần vĩ Kế Đô tinh quân. Gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 Nam Mạng năm nay cũng gặp vài hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp phải hạn này trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí gia đình luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Hóa giải, để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên ra khỏi nhà vào trời tối. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra thì rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng và cái chết. Sau đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt ở hay vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương, cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe, dồi dào. Luận tử vi Nhâm Tý sinh năm 1972 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón tinh vua bên gia đình, gia chủ Nhâm Tý chú ý về sức khỏe không được tốt, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 2, gia đạo của gia chủ trong tháng này thiếu hòa khí, không hòa hợp. Tháng 3, tháng này gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 có lộc về mặt tiền bạc do người khác đưa tới. Tuy nhiên đây là tháng sức khỏe của gia chủ không tốt. Tháng 4, được hưởng phần phúc tổ tiên nên công việc của gia chủ tuổi này trong tháng 4 được thuận, hóa cát và tránh được mọi điều hung. Tháng 5, công việc kinh doanh làm ăn của con cháu trong gia đạo của gia chủ không đạt thành tựu như mong muốn, sức khỏe của gia chủ kém trong tháng. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ nên nếu ốm đau bệnh tật trong tháng này cũng nhanh chóng qua khỏi bệnh. Tháng 7, công việc của con cháu không được thuận lợi. Tháng 8, cần chú ý các căn bệnh tuổi già trong tháng này. Tháng 9, có chuyện buồn đưa tới trong tháng 9, bên cạnh đó đề phòng các bệnh liên quan về huyết áp. Tháng 10, đón tin vui về việc thêm người thêm của trong tháng này, tuy nhiên cần chú ý đến sức khỏe. Tháng 11, trong gia đạo của tuổi Nhâm Tý, Nam Mạng, tháng này hòa khí kém, ngoài ra công việc làm ăn của con cháu trong nhà bị phá hoại. Tháng 12, tiền bạc của gia chủ có sự tiêu pha nhiều trong tháng cuối năm, sức khỏe cần chú ý đến đường tiêu hóa không tốt. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, bước sang năm 2023, công danh của tuổi Nhâm Tý Nam Mạng có biến chuyển tích cực nếu bản mệnh có thể tận dụng được những cơ hội mà thời thế mang tới cho mình. Cơ hội sẵn có nhưng cần có năng lực chuyên môn và sự nghiêm túc của bạn mới có thể đạt được điều mình mong muốn. Ngoài ra tiểu nhân vận trong năm khá lớn, bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng làm điều sang quấy, cướp hoạt công sức. Hợp tác với những ai cũng nên nhìn nhận cẩn thận, tránh rước họa vào thân. Việc liên quan đến pháp luật, công quyền pháp lý trong năm không quá suôn sẻ, dễ thua thiệt nên làm gì cũng phải tuân theo đúng quy định. Về tài chính, những mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 về tổng thể, năm nay là rất khá, làm việc gì cũng có thái độ tích cực, có nhiều rất thuận lợi phát triển trong cuộc sống. Hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp thì có thể tạo ra nhiều của cải. Nhưng năm nay cũng gặp sao xấu phá tài, tổn lợi. Cần đề phòng vì bệnh tật, phản phá tài hoặc bị kẻ khác hãm hại. Nếu như cần thiết, cũng hết sức tránh cho vay mượn tiền để tránh việc thất tín, không trả. Cũng không nên đầu tư lung tung. Trong năm nay cũng nên làm một số việc quyên góp từ thiện, tích góp thêm phần phúc đức cho bản thân và gia đình. Về sức khỏe,
Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2023 năm mạng cho thấy gia chủ khó có được thể trạng sung sức như mong muốn. Người đang mang bệnh nặng cũng có nhiều khả năng không có chuyển biến tích cực. Người này dễ đau ốm bệnh tật, thậm chí bệnh tình còn có thể trở nặng nếu khi bệnh nhẹ không được chăm sóc và điều trị cẩn thận. Ngoài ra, việc đi lại xe cộ trong năm Quý Mão cũng cần hết sức chú ý, giữ tỉnh táo khi tham gia giao thông để hạn chế tai nạn hoặc va chạm dẫn đến xô xát. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972. Về tình cảm, gia đạo. Năm Quý Mão 2023, nam giới có xu hướng may mắn hơn trong mối quan hệ yêu gia chủ với nữ giới. Kết bạn nhiều hơn là tạo ra sự đột phá. Với bầu không khí gia đình khá tốt, bạn sẽ không có mâu thuẫn nghiêm trọng với bạn đời hoặc con cái. Thay vào đó, bạn và bạn đời của bạn sẽ có một trái tim và một tâm trí để cùng nhau đối mặt với tất cả các loại vấn đề trong cuộc sống. Điều đáng chú ý là trong năm nay, tốt hơn hết, bạn nên giữ thái độ trung lập trong các tranh chấp lợi ích và xung đột giữa những người thân. Nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Tý không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình không có gì đặc biệt. Người có đôi vẫn giữ mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Nhâm Tý trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn, thành công trong năm 2023 Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.